bạn thiếu nhi rất thân mến. Có lẽ trong cuộc sống có rất nhiều điều chúng ta cần phải học. Học ăn, học nói, học văn hóa, học nghệ thuật, học làm người và học làm con Chúa. Vậy chúng ta bắt đầu học từ đâu, học như thế nào? Để tôi bật mí cho các bạn nhé. Theo tôi thì những điều cần học đó được Chúa tự tiềm tàng trong chính lời của Thiên Chúa, lời đầy yêu thương và ý nghĩa, lời mang lại cho ta bình an và hạnh phúc. Các bạn có muốn học lời đó không? Mời các bạn cùng đi du ngoại và học cùng với tôi nhé! Câu chuyện số 1. Hạnh phúc thuở ban đầu. Từ thuở hoang sơ, chưa có loài người, bỗng xuất hiện một vị thần. Vị thần này thông minh, sáng láng, tượng trí vô song, không ai sánh bằng. Vào một ngày nọ, lúc Ngài đang đi dạo, bỗng Ngài sáng kiến ra một ý tưởng vô cùng độc đáo và tuyệt diệu. Ngài ngồi xuống, nặn ra một sinh vật sống như Ngài. Ngài thổi sinh khí vào để sinh vật ấy có sức sống. Ngài đặt tên cho sinh vật ấy là con người. Và có lẽ Ngài đã suy nghĩ, Thiên Chúa, mình phải làm cho con người này thật là hạnh phúc mới được. Và vì yêu thương Ngài, lại bật ra một sáng kiến khác. Nào, mình phải bắt tay vào việc thôi. Thế là Ngài làm ra một vườn cây ăn quả vô cùng đẹp mắt, vô cùng ngon, vô cùng hấp dẫn. Tuy nhiên, để xem tạo vật mình làm ra có hoàn hảo không, thì Ngài đã đặt vào giữa vườn một loại cây cho biết điều thiện, điều ác. Và Ngài cho phép con người được ăn tất cả các cây trong vườn, riêng cây ở giữa vườn thì không được ăn. Ngắm xem tạo vật mình làm ra, Ngài lại lắc đầu và bảo, ồ, tại sao con người có trái ngon để ăn, hoa thơm để ngửi, vườn hương uyển đẹp để ngắm, mà trong sắc mặt của con người cứ buồn buồn vậy nhỉ? Suy nghĩ một chút, Ngài reo lên, ta sẽ làm cho nó một trợ tá tương xứng để nó không có những quả ngon để ăn, cảnh đẹp để ngắm, mà còn có bạn để trò chuyện, để đi dạo và cùng nhau thưởng ngoạn cảnh đẹp nữa. Thế là đang lúc con người ngủ, Ngài đi từ từ đến nhẹ nhàng, rút một chiếc xương sườn ra và làm thành một người đàn bà. Xong, Ngài dẫn đến cho con người, con người hạnh phúc quá, reo lên, ồ, xương này bởi xương tôi, thịt này bởi thịt tôi. Thế là hai người họ rất yêu thương nhau và sống hạnh phúc. Các bạn thiếu nhi thân mến, câu chuyện này muốn nhắn nhủ chúng ta rằng con người là thụ tạo do Chúa dựng nên. Vì vậy, chúng ta luôn sống tâm tình, biết ơn và thờ lạy đấng dựng nên mình. Hơn thế, Chúa rất yêu thương con người. Ngài tìm mọi cách để cho con người được hạnh phúc. Câu chuyện này còn gửi cho chúng ta một thông điệp nữa. Đó là người nữ được dựng nên để thuộc về người nam, để làm cho cả hai được hạnh phúc. Vì vậy, người nam cần trân trọng người nữ, vì đó là món quà Chúa gửi đến cho người nam được hạnh phúc.